nếu như anh em hỏi mình có cực không, mình nói rất rất là cực nha, mình vào khoa 98 Insight mình thực sự rất là cực, và thậm chí là thứ bảy chủ nhật mình cũng không nghỉ luôn. Nhưng mà nếu ai hỏi mình có đáng hay không thì thực sự là mình ở đây rất là đáng. Ở đây chúng tôi không có chấm công. Bạn đang bị bắt phải mặc đồng phục, ở đây chúng tôi không mặc đồng phục. Chúng tôi không bắt buộc là các bạn phải lên văn phòng, không bị ép KPI, ở khoa 98 không bị ép KPI. Mình bén duyên với crypto và trước đấy mình không có một chút background nào liên quan việc chuyên về code cả. Mình không làm việc bất kể một ngày nào cả. Và mình chỉ biết mỗi cái việc viết bài, mình research rồi mình viết bài thế thôi. Sếp cười, sếp nói gì hết, nhưng mà sếp bay lại hết tất cả cho mọi người. Tụi mình gọi nhau là builder và tụi mình cùng xây dựng, cùng góp sức để phát triển công ty. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với buổi Community Call ngày hôm nay. Thông thường thì những cái buổi Community Call như thế này thì đội ngũ Call 98 Insight sẽ chia sẻ cho anh em những cái kiến thức nè, những cái kinh nghiệm để anh em có thể join vào trong thị trường crypto. Tuy nhiên thì trong cái buổi Community Call ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái buổi chia sẻ đặc biệt hơn, đó chính là về cơ hội nghề nghiệp ở trong thị trường crypto này. Thì mình có mời anh Willy và anh Đức Việt sẽ đến và chia sẻ với anh em ở trên phương diện là một builder lâu năm tại Call 98 ha. Chào các bạn, mình là Đức Việt đến từ bộ phận Call 98 Insight. Thì mình đã tham gia thị trường từ năm 2018 và đến thời điểm hiện tại thì đã được khoảng gần 4 năm. Hello mọi người, mình là Willy. Thì mình vào Coi98 đâu đó chính thức thì là 1 năm. Nhưng mà trước đó thì mình cũng đã có một cái thời gian dài cộng tác với vai trò advisor với cho Coi98. Bắt đầu của mình là hồi xưa mình học về marketing, mình học ở trường đại học tài chính marketing. Sau đó mình ra thì mình làm một số công ty như là VNG. Trước mình là associate marketing manager ở VNG, rồi mình làm cho một agency cũng to là bên Square Group. Thì mình cũng làm với khách hàng như là ở Unilever, công ty đó cũng làm cho khách hàng Unilever, Prudential vân vân, những khách hàng cũng khá là to. Background của mình thuần về marketing và performance marketing, không có liên quan gì đến về tech. Thật ra mình nghĩ cái chuyện mà khi bạn có tech mà bạn có một số kiến thức về tech ở trong thị trường crypto đó một cái lợi thế cho bạn. Nhưng mà khi bạn không có nhưng bạn cố gắng và bạn thích cái thị trường này, bạn cố gắng tìm hiểu, bạn đọc nhiều hơn. Thực ra mình đọc coi98.net rất nhiều. Với mình thì cái việc technology, kiến thức technology nó sẽ cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là bạn phải join vào ngành để bạn có một cái gọi là crypto native, thì cái đó với mình nó quan trọng hơn. Anh nghĩ là câu trả lời rất rõ ràng là không, các bạn không nhất thiết phải biết đến code, học code, học lập trình trên trường, mà các bạn vẫn có thể tham gia và enter vào cái lĩnh vực crypto này. Đơn cử như mình đi, như anh đi, thì mình trước đấy mình học về kỹ thuật, mình học một chút về code, cũng như rất là nhiều bạn khác học ở cấp 3, học đại học mình biết một chút về code thôi. Mình bén duyên với crypto và trước đấy mình không có một chút background nào liên quan việc chuyên về code cả. Mình học ở trường đại học công nghệ thuộc đại quốc gia và đấy là mình học về cơ điện tử, và mình rất may mắn, không biết là gọi là may mắn hay gọi là xui nữa, là mình phỏng vấn một cái đậu luôn. Đó, công ty đầu tiên mình làm và làm gần 4 năm đó là công ty Samsung. Mình làm tại bộ phận R&D của Samsung. Nhưng mà bây giờ nhìn lại này, nó là một cái trải nghiệm cực kỳ quý giá đối với mình. Mình học về cái khối ngành A, học về cơ điện tử, học về những cái thứ mà liên quan logic ấy. Rồi đó chính là những cái nền tảng, những cái mà mình tích lũy được kể cả trong cái quá trình học, trong quá trình mình làm việc để cho mình cái tư duy logic sắp xếp và hệ thống lại vấn đề. Đó nó chính là cái nền tảng giúp cho mình tiếp cận với crypto, về công việc research sau này tại Coi98 nó rất là thuận lợi. Nó không chỉ là cái việc mình học cái lĩnh vực mình học, mà kể cả những người đồng nghiệp đầu tiên, công ty đầu tiên, môi trường làm việc đầu tiên, rồi kể cả sếp đầu tiên nữa, đó, những con người ấy đều cho mình các trải nghiệm, và nó cũng chính là những thứ tích lũy để giúp cho mình tiến tới bước vào thị trường crypto một cách nó thuận lợi hơn. Honestly thì đầu tiên anh tham gia vào thị trường này không phải là vào Coi98 nha, mà tham gia vào thị trường này đầu tiên là vì tiền. Vì tiền. Vì rõ ràng. Năm 2018 thì lúc đó anh bắt đầu tìm hiểu và anh bắt đầu vô, thì thật ra lúc đó vô thì anh nhờ bạn anh mua, bạn anh nó kêu mua lấy đi, lời lắm. Và thời điểm đó là anh đu con neo hình như 160 hay 180 gì đó, tới giờ vẫn chưa về bờ. Đu đỉnh đầu đời. Và bạn anh nó mua giùm anh luôn, anh không biết gì hết. Sau đó anh quay lại, nhưng mà anh thấy cái thị trường này nó hay, anh quay lại năm 2019 và tiếp tục mất thêm một mớ tiền nữa. Và sau đó tự nhiên anh chợt nhận ra một cái câu chuyện là cách mà để học nhanh nhất là join vào ngành. Tại vì hồi trước là anh có biết Thanh, có biết Ship Thanh, Lê Thanh là founder của Coi98, thì sau đó có ngồi, có nói chuyện, có làm advisor một tí cho Coi98. Thì và càng làm thì càng thấy, thứ nhất là thấy thì ngành này quá hay. Thực ra nó mang lại rất nhiều cơ hội. Nếu như anh làm ở thị trường bất động sản,
10 năm nữa chưa chắc anh lên được đỉnh cao, anh chưa lên được tầm global thế giới, nhưng khi bước vào Core 98, bước vào ngành này, anh hoàn toàn có một cái cửa, anh có thể đem chuông Việt Nam đi đánh xứ người và hoàn toàn có thể trở thành một cái kỳ lân của Việt Nam mình. Đó là điều hoàn toàn. Và cái thứ hai nữa là nó giúp anh rất là nhiều kiến thức để có thể đầu tư được tốt hơn, nên anh quyết định là tháng 5 2021 anh xin xếp thanh cho anh join lại vào Core 98 nhưng với vị thế là một nhân viên chính thức. Cái hoàn cảnh của anh Willy nó cũng khá giống em hồi trước. Trước đó thì em chưa biết đến Core 98. Mình hay thích đầu tư coi theo logo, miễn logo màu xanh dương là mình thích là mình đầu tư à. Nhưng mà cuối cùng là nó nát bấy hết luôn. Thế là từ khi mà mình biết đến Core 98 Insight, mình đọc rất là nhiều các bài viết trên đó và mình được inspire bởi sếp Thanh thì mình cũng đã join vào đội ngũ Core 98 và được may mắn ngồi tại đây cùng với anh Việt và anh Willy. Đó thì đây cũng là cái cơ duyên của chính bản thân mình. Thì tính đến nay thì anh Đức Việt đã join Core 98 là được 4 năm nè. Còn anh Willy thì cũng đã join Core 98 được 2 năm. Vậy thì cái động lực nào khiến cho hai anh ở lại trong suốt khoảng thời gian qua, mặc dù thị trường có những lúc mà nó downtrend hoặc là nó sập rất là mạnh đi? Với anh thì nó sẽ đúc kết bằng một số cái lý do rất cụ thể. Anh ở lại và tiếp tục phát triển cùng với công ty, cùng với thị trường. Thứ nhất là vì công ty, vì team và vì sếp. Và nhìn xa hơn nữa, đó chính là vì cái sự phát triển của cái thị trường này. Anh cảm thấy nó có tiềm năng và xứng đáng để mà mình dành cái thời gian, nguồn lực cho nó. Cái mà đầu tiên anh nghĩ là cái môi trường. Và nó làm cho anh sống lại cảm giác mà hồi năm 2014 á, là khi đó anh join vào VNG Vinagame. Và team anh lúc đó được lập ra, team của anh VNG đó lập ra với nhiệm vụ là dead or alive. Có nghĩa là nếu mà thua là giải tán team. Và anh mang được cái cảm giác đó, một cái cảm giác rất là startup thời điểm đó, và anh cảm thấy rất là hứng thú. Và rất lâu rồi anh mới có được một cái cảm giác mà bùng cháy, mà hứng thú đến như vậy ở trong cái ngành mà với Core 98. Và cái điều thứ hai anh vẫn tiếp tục ở lại đây, đó chính là sếp sếp Thanh, sếp Vinh, sếp Yuki thì mọi người quá nhân văn. Tới thì thời điểm này anh đã gần, anh sinh năm 88 thì anh đã 34, 35 tuổi rồi. Anh làm ở agency rồi, anh làm ở client rồi, anh làm ở bất động sản rồi, anh mở công ty riêng, có công ty riêng luôn rồi. Tất cả những thứ đó, nhưng mà cuối cùng tất đúc kết thì anh vẫn rất thích môi trường và rất thích cái sự nhân văn ở đây. Và quan trọng nữa là cái tầm nhìn của các sếp. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Willy, cảm ơn anh Đức Việt đã chia sẻ về background, chia sẻ về những cái sự kiện thú vị suốt cái khoảng hành trình mà anh Đức Việt và anh Willy cho với Core 98. Anh muốn lấy cái ví dụ là công ty trước đó anh làm Samsung. Thì Samsung mọi người biết là một cái tập đoàn rất lớn, họ có hàng trăm ngàn nhân viên ở trên toàn cầu. Và tất nhiên để mà hoạt động vận hành của công ty như thế thì họ có rất nhiều cái quy trình, mọi thứ nó đã đầy ra sẵn hết rồi. Và hồi đó thì khi mà mới vào công ty thì anh là một nhân viên mới, và cứ thế mà mình lắng nghe, mình tiếp thu những cái quy trình từ sếp, từ đồng nghiệp như thế, và mình làm tốt cái quy trình đó thì hoàn thành được công việc và thậm chí là được sếp khen rồi. Nhưng mà khi mà vào một môi trường mới này, cái điểm khác biệt rất lớn đó là tất cả mọi người cùng chung tay để xây dựng cái quy trình công việc cho cả team. Thì đấy là cái điểm khác biệt rất là rõ ràng. Anh nghĩ là kể cả bất kể một cái công ty startup nào các bạn đang found hoặc các bạn đang vận hành những cái giai đoạn mới thì đều cần phải tự mình xây dựng nên cái quy trình phù hợp với cái văn hóa công ty của mình. Cái thứ hai là đây là một cái thị trường mà anh nghĩ là nó trẻ, và đấy là một cái lợi thế rất lớn cho các bạn, và đặc biệt là những bạn trẻ. Chúng ta biết là thị trường crypto hay là kể cả Bitcoin đi, mới có hơn 10 năm. Và cái từ mà chúng ta hay dùng và nhắc luôn trong cái chủ đề hôm nay là ngành nghề trong blockchain, ngành nghề trong lĩnh crypto, đúng không? Thực ra nó mới chỉ phổ biến trong mấy năm trở lại đây thôi. Trước đó thì rất ít người biết một cái môi trường trẻ như thế, và đặc biệt với những bạn trẻ thì anh nghĩ đấy là hai cái yếu tố mà nó chụm lại với nhau và nó sẽ tạo ra cái sự đột phá, đặc biệt với những bạn trẻ mà biết tận dụng cơ hội, biết chọn đúng cái môi trường để các bạn phát triển những cái thế mạnh, những cái sở trường của các bạn. Và bật mí một chút với tất cả các bạn ý, là team Core 98 Insights của mình thì phần lớn các bạn còn rất là trẻ. Bạn trẻ nhất hiện tại đang là 2K2. Còn phần đông các bạn khác, các bạn ý đang ở cái lứa tuổi từ 95 đến 2K. Ở đây chúng tôi không có chấm công. Bạn đang bị bắt phải mặc đồng phục. Ở đây chúng tôi không mặc đồng phục. Chúng tôi không bắt buộc là các bạn phải lên văn phòng, không bị ép KPI. Ở Core 98 không bị ép KPI. Nhưng ai cũng biết mình phải làm gì để công ty có thể tốt nhất. Core 98 sẽ rất khá giống với các công ty startup ở chỗ là pantry lúc nào cũng đầy đồ ăn, và các bạn đồ ăn rất nhiều, công ty ăn mỗi ngày, hôm nay, hôm qua, hôm nay, mỗi ngày sẽ mua một đống trà sữa, một đống đồ ăn, một đống tất cả mọi thứ, chơi rất vui và ăn rất nhiều. Thật ra trong ngành này thì có một điểm các bạn vào là các bạn phải có một cái tính ownership rất là cao. Tại vì khi vô ngành này, nếu mà các bạn hỏi mình có career path hay không, trong ngành này career path đi như thế nào,
honestly là một số vị trí mình không biết Crebet, nhưng đặc biệt với team mình cũng chưa có Crebet cho các bạn. Tại vì team mình là một team mới found gần đây và nhiệm vụ mới nhận nhiệm vụ đây, và mình tự đề ra là mình cần làm gì để cho giúp công ty đi lên. Nghĩa là bạn vào đây và bạn muốn làm gì và bạn nghĩ bạn làm tốt nhất chuyện gì cho công ty, bạn có thể làm được tốt nhất chuyện gì thì bạn cứ đề xuất. Thậm chí có những bạn nhảy rất nhiều team trong công ty rồi mới nhận ra là ok, mình thích ở cái team này nè và mình làm tốt cái này nè, công ty vẫn cho phép. Mình là trưởng bộ phận Coin 98 Insights. Từ lúc mình vào mình không nghĩ rằng là bộ phận mình hay là kể cả công ty mình có thể phát triển đến như bây giờ. Và đúng là nếu như mà cái giai đoạn ban đầu 2018-2019 mới những chập chững bước vào đi, mình đặt một cái expect, một cái kỳ vọng rất là cao vào sếp, anh phải vẽ cho em một cái career path rất là dài đầy đủ để em biết rằng năm nào, thời điểm nào cần phải cố gắng nỗ lực cái gì. Thì gần như một cái công ty startup và đặc biệt một lĩnh vực non trẻ này thì rất là khó để mà có thể bày ra cho các bạn ngay những cái thứ nó rất chi tiết như thế. Mình không ngờ rằng cái team có thể phát triển đến như bây giờ. Ngày xưa khi mà mình vào Coin 98 thì mình chỉ có viết bài thôi, và mình chỉ biết mỗi cái việc viết bài, mình research rồi mình viết bài thế thôi. Mình không biết rằng là bây giờ có cả tụi mình còn phát triển ở cả YouTube, Twitter, rồi trên Facebook, rồi group cộng đồng các thứ đó. Cái career path là chính mình tự phát triển, chính mình nó gọi là custom career path ha. Yeah, ok. Vô chúng ta các bạn sẽ có được một cái custom career path. Và thật ra là nó rất là vui á, tại vì giống như nãy giờ vì chia sẻ thì mọi người đều có thể phát triển vào những theo những hướng mình thích. Giống như đi, không chỉ có team ở đây, có team insight là chuyên về các bạn researcher và writer chuyên nghiên cứu, bên mình là digital chuyên về grow cho công ty, thì có cả team design, các bạn design. Và các bạn thậm chí các bạn đặt đề bài luôn, các team design khác thì nói thôi đừng đưa nữa quá nhiều, nhưng bạn đặt đề bài luôn, giờ anh cho em cái campaign, làm cái campaign nào cho em được vẽ tay đi, em rất thích vẽ tay. Đó, các bạn đặt ngược lại. Và team design của mình cũng đang tuyển, bên mình có team lab là team chuyên về product và làm branding cho product và phát triển những tính năng mới cho product, cũng đang tuyển rất là nhiều. Các bạn đó sẽ làm nhiều hơn về branding và product. Rồi sau đó kể cả team media là team đang setup nguyên một cái chương trình này, thì team đó đang có hiện nay ví dụ trước mặt mình đang là 3 cái máy quay, hai ba cái đèn và rất nhiều cái máy móc khác. Bên mình đầu tư rất là nhiều về phần media này. Rồi có HR thì các team khác cũng khá là nhiều. Team mà GNTM cũng đang tuyển, team đó thì chuyên lông sọ cũng rất là khá. Rất welcome các bạn, và các bạn vô đây các bạn có thể tự define cho mình một cái vị trí, nếu các bạn có chúng ta có cơ hội nhau tự define và tự nốt lên những thứ mình mong muốn. Ok, vừa rồi thì em có quan sát một chút về cái phần chat của các bạn, thì cũng có một số bạn có quan tâm ấy. Thì nếu các bạn có quan tâm đến các vị trí ứng tuyển tại Coin98 thì các bạn có thể lên trên coin98.brazy.hr nhé. Thì trên đấy thì tất cả các vị trí mà Coin98 đang tuyển dụng ấy, thì các bạn có thể đọc và tìm vị trí mà phù hợp với mình. Tại sao trong Coin98 không gọi nhân viên là employees hoặc là worker đi, mà tại sao lại gọi là builder? Chắc là mình sẽ nói về cái nguồn gốc từ cái từ builder trước. Đó là nó xuất phát từ chính những người sếp của mình. Builder tức là những người mà trực tiếp tham gia vào việc xây dựng, phát triển công ty, dự án, vào phát triển team như thế. Và mỗi một bạn đó sẽ là những người mà hàng ngày nhìn và chứng kiến cái sự phát triển, cái thành quả mà các bạn ý đang làm, đang gây dựng và đang cùng góp sức để phát triển theo định hướng của công ty. Tụi mình gọi nhau là builder và tụi mình cùng xây dựng, cùng góp sức để phát triển công ty. Cái quy trình tuyển dụng tại Coin98 nói chung cũng như là Insights nói riêng ấy, thì nó cũng khá là giống với cả rất nhiều bên tuyển dụng khác. Đó là tụi mình cũng sẽ qua các vòng về lọc CV, phỏng vấn, rồi làm bài test, rồi thử việc và training qua cái giai đoạn đó. Thì thật ra bên mình một trong những cái tiêu chí đầu mình nghĩ là có thể vào đây được, thứ nhất các bạn phải là nên là crypto believer, có nghĩa là các bạn tin vào cái tương lai của cái ngành này. Cái thứ hai, bạn nên đã choi vào ngành này, đã chịu sóng gió rồi, thì lúc đó các bạn sẽ rất dễ mình có thể phát triển và có thể hiểu được. Thực ra cái lúc downtrend này rất nhiều bạn nản và rất nhiều dự án nản và các bạn muốn rời khỏi thị trường này, nhưng mà xin thưa với mọi người rằng là mùa này là mùa Coin98 sẽ scale nhân sự lên. Hiện nay Coin98 đâu đó đã hơn 100 người, thì tụi mình mục tiêu của tụi mình sẽ lên khoảng 200 người. Các sếp đang đặt ra mục tiêu là hơn 200 người. Có một điểm nhỏ nữa là tiếng Anh. Tiếng Anh rất cần trong ngành này, và xuất sắc về tiếng Anh sẽ rất cần và rất được ưu tiên. Là mình đã có join vào Coin98 lần đầu tiên là khoảng vào năm 2020. Tuy nhiên thì lúc đó mình bị fail CV, và mình cũng có nhắn tin trực tiếp với sếp Thanh luôn là em rất là thích cái vị trí này, em rất là thích cái công việc này, và thực tế là em rất là đam mê crypto luôn. Nhưng mà tại sao em lại fail CV như thế? Không biết là do đã đủ người rồi hay là sao, thì không biết sếp có thể chia sẻ với em thêm không? Thì lúc đó sếp Thanh có nói là có duyên thì mình sẽ gặp lại, và có thể là
em đang cần bổ sung thêm rất là nhiều. Và tính tới ở cái thời điểm đó nha, thì ở cái thời điểm đó mình lại nghĩ là tại sao sếp Thanh không nói với mình là mình đang thiếu cái gì ta? Tại sao sếp Thanh không chỉ thẳng mình luôn mà sếp Thanh lại nói cái chữ có duyên? Thì bây giờ mình mới hiểu cái chữ duyên đó là gì. Thực ra cái chữ duyên ở đó nó không phải là có thể đi ra ngoài đường gặp sếp Thanh lại là có duyên đâu. Nhưng mà cái duyên ở đây đó chính là liệu cái cách mình muốn chui vào trong thị trường mình đã có đủ cố gắng hay chưa. Và nó có rất rất là nhiều cái cách để mình có thể chui. Thì sau khi mà mình cảm thấy được là cái vấn đề là mình muốn chui vào trong thị trường crypto, mình muốn chui vào trong blockchain, nhưng mà khi mà người ta hỏi mình về ủa DeFi là gì, người ta mình hỏi mình về blockchain là gì, người ta hỏi mình về cái trình xác nhận giao dịch là gì, mình không biết một cái gì hết, thì lúc đó mình mới hiểu ra là tính ra lỗi là từ phía mình, ở trong khi mình không biết một cái gì cả mà mình lại muốn join vào một cái công ty như thế. Và kể từ đó thì mình cũng đã thay đổi bản thân mình rất là nhiều, và mình cũng học được thêm cái kỹ năng tìm kiếm nè, rồi kỹ năng tiếp thu kiến thức, rồi rất là nhiều kỹ năng khác. Đó thì mình nghĩ cái chữ duyên ở đây nó sẽ bao gồm rất là nhiều yếu tố, và một trong những cái tiêu chí mà các bạn muốn cho vào trong thị trường crypto theo cái góc nhìn của mình ha, đó chính là cái sự cải tiến của chính bản thân. Mình muốn vào trong thị trường này thì cái trend nó đi ra rất là nhanh, rồi tất cả những cái sự cải tiến nó đi ra rất là nhanh, và cái điều quan trọng là liệu bạn có thể bắt kịp được với cái thị trường này không. Còn nếu như không, bạn không thể nào bắt kịp, thì mình nghĩ là nó sẽ rất là khó để bạn có thể bén duyên với lại thị trường này. Chắc là anh bắt đầu trước ha, tại vì anh tình cờ thấy một cái câu hỏi của một bạn đặt đây là các anh có thể chia sẻ nhiều hơn về researcher đi ạ. Thì cái này mình xin phép trả lời nhanh để các bạn có thể hiểu thêm về cái công việc của các bạn researcher, các bạn writer tại Coin Insight nhé. Vị trí đó thì các bạn sẽ cần tìm hiểu những thông tin trong thị trường, đi thu thập thông tin, phân tích các thông tin, các số liệu hoặc các cái tin tức đó để đưa ra được các cái insights nó giá trị. Mình có một cái lời khuyên nhanh đối với tất cả các bạn mà các bạn tự là một researcher bên ngoài đi, thậm chí là các bạn không cần phải join bất kể một công ty về crypto nào cả, các bạn vẫn có thể tìm hiểu bên ngoài. Kỹ năng tổng hợp thông tin, các bạn có một cái kho data dữ liệu bên ngoài ai cũng thấy luôn, sau đó là chúng ta thu thập nó về, chúng ta phải biết nguồn, tìm kiếm nó, các bạn sắp xếp nó, và cuối cùng là ranking nó. Thì từ đấy, chính từ những cái công việc nó rất cơ bản, rất đơn giản thế, thì nó cho các bạn một cái dãy số hoặc là một cái bảng số liệu từ A đến B theo một cái tiêu chí nào đấy. Thì cái đấy là cái đơn giản nhất, cơ bản nhất để một bạn researcher có thể bắt đầu với cái thị trường này. Thậm chí các bạn không cần join bất kể một cái team, một cái công ty nào về lĩnh vực crypto. Nhưng nếu như các bạn có thực sự muốn đồng hành cùng với một team cũng làm về research và có rất nhiều nguồn lực khác có thể hỗ trợ các bạn, có thể về tool, có thể là những người mà đã đi trước rồi, thì mình nghĩ rằng các bạn researcher tại Coin98 cũng như team Coin98 Insight và kể cả công ty Coin98 thì cũng sẽ đang rất là welcome với những bạn như thế. Thật ra mình nghĩ rằng ở đầu tiên á, ở trong với những cái job về marketing đi, thiệt ra những cái job nhỏ bên trong ngành marketing ở Coin98 các bạn có thể apply vô ở team SEO do như ý lead, rồi các bạn có thể apply qua team lab. Thì ở team lab các bạn có cái vị trí về content. Nó không phải là những cái content và nó entertainment, nó giải trí, nó vui rồi nó tương tác không, mà phải là những cái content mà bạn phải có kiến thức về crypto, ngành kiến thức về sản phẩm để các bạn viết lên và để các holder và các user họ đọc họ có thể hiểu được. Hoặc là bên team digital grow của mình, và mình cần ở đây là cái mindset là mindset về performance và mindset về grow, làm sao để có thể tăng trưởng user, làm sao có thể tăng được về các chỉ số của mình lên, làm sao của mình tăng trưởng cách nó healthy nhất. Mình tặng các bạn một cái keyword, đó là keyword gamification. Cái gamification, có một cái cuốn là Lean Gamification các bạn có thể đọc. Thì khi bọn mình có grow, có làm thì mình sẽ thiên về gamification và campaign rất là nhiều. Mình cần những cái bạn mà có thể thinking, có thể suy nghĩ ra làm sao để tăng cái chỉ số và giỏi play với các con số, creative nhưng dựa trên số. Chứ mình sẽ không quá welcome những bạn thích làm branding một cách truyền thống không, thì sẽ rất khó khi vào ngành. Và quan trọng các bạn đã phải vô ngành, đã phải tất tài, đã phải chơi nhận error của các dự án, phải làm retroactive của các dự án vân vân, để bạn hiểu được cái tâm lý của cái user và những bạn thân mình. Còn nếu không thì sẽ rất khó. Theo mình đánh giá thì multi skill sẽ good cho một cái app, nhưng mà bạn cần biết được là bạn muốn làm cái gì và bạn thích làm cái gì. Trước mắt, nếu khi mà bạn đã có multi skill và bạn đã trải qua nhiều như vậy, nghĩa là bạn đã có kinh nghiệm. Khi mà ví dụ về dev thì bạn có thể gia nhập team dev, và media multimedia thì bạn có thể gia nhập team design hoặc team media được.
Tuy nhiên mình đang có cảm giác là các skill này của bạn nó đang không có liên kết với nhau quá. Vô đây các bạn sẽ được đào tạo thêm vào blockchain, nhưng trước đó bạn sẽ phải có một thế mạnh và bạn phải thích cái phần đó. Hoặc nếu bạn nói bạn về multimedia đi thì bạn sẽ phải có đam mê và bạn phải ít nhất là về những cái kỹ năng về các tool của bạn cũng phải ok, và mindset về hình ảnh, về màu sắc bạn cũng phải có ổn một tí. Ví dụ như là mình thích long shot thì làm thế nào để mình có thể chui vào trong kho 98, và mình cần phải có thêm một cái kỹ năng nào để bổ sung thêm với lại cái kỹ năng trading mà bạn đã có. Đầu tiên nhá, với mình thì long shot chỉ là một trong những cách để các bạn có thể kiếm tiền ở trong thị trường crypto. Mình nghĩ đầu tiên với bạn, nếu như bạn cảm thấy nó không phù hợp đi, hoặc ít nhất trong giai đoạn này bạn thấy không phù hợp đi, thì có thể bạn sẽ dừng lại hoặc bạn chậm lại cái việc mà bạn tham gia long shot như thế, để bạn tìm hiểu những thứ khác, những cách thức kiếm lợi nhuận, kiếm tiền khác ở trong thị trường. Và rất là thực tế nhé, bạn apply vào một công việc tại Coin98 thôi, bạn được trả lương từ nó thì cũng chính là cách các bạn có thể kiếm tiền từ thị trường rồi, đúng không? Từ công việc crypto này rồi. Thì ngoài cái việc mà liên quan đến các kiến thức trading ấy, đó thì các cái kho kiến thức mình nghĩ là rất nhiều rồi. Coin98 Insights mình đã có kể cả video và bài viết rồi. Còn ngoài ra bạn có thể tìm ở nhiều nguồn khác, ngoài Coin98 cũng được. Sau đó khi mà bạn hiểu về nó, ít nhất có những cái kiến thức base về nó trước, và mình hiểu thêm về những thứ khác, những cái gì nó đang vận hành trong thị trường, thì lúc đó bạn mới nhìn lại các cái thế mạnh của mình là gì. Mình đang nói ngoài cái việc long short nhé, thì từ đấy bạn mới chọn được cái lĩnh vực hoặc là có một cái niche cụ thể nào đấy để bạn tìm hiểu. Còn nếu như mà chỉ là long short thôi thì hiện tại Coin98 mình chưa có vị trí nào để chuyên cho một bạn long short vào trong team cả. Có một bạn nói về lương. Dạ. Thì à, mình muốn chia sẻ một tí á, khi mình vào Coin98 lương mình thấp hơn so với những vị trí khác của mình đã từng làm. Lương của mình hiện nay bằng lương của mình hồi 2015, nhưng tại sao mình vẫn ngồi ở đây tới giờ? Mình muốn nói với bạn là Coin98 có quá nhiều đãi ngộ để mình có thể ngồi đây. Thứ nhất, Coin98 đào tạo rất nhiều, các bạn hỏi về đào tạo mình trả lời luôn, đào tạo cực kỳ nhiều luôn. Rồi cái team chỗ của Venture, team chỗ của Việt mỗi tuần đều phải, sau là những người nghiên cứu sâu nhất và kỹ nhất thị trường, đều phải cung cấp lại thông tin cho tất cả các anh em trong công ty. Khi các bạn vào trong công ty là đầu tiên vô, các bạn đã phải học hai khóa về crypto do các sếp dạy rồi. Rồi ngoài ra nữa đào tạo là cực kỳ nhiều luôn. Thứ nhất, thứ hai nữa, các bạn sẽ được khi các bạn vào được team builder, nghĩa là bạn đã có cống hiến và được ghi nhận, thì các bạn sẽ được cùng với công ty tham gia những cái dự án rất là ok, để các bạn có cơ hội có benefit trong ngành. Ngoài ra công ty và cơ hội làm rất là nhiều, giống như hiện nay team mình đang làm với cộng đồng ở Việt Nam, cộng đồng ở Indonesia, cộng đồng ở Brazil, cùng với các nước rất là nhiều. Các bạn có cơ hội làm việc global. Coin98 tỷ lệ mà nhân viên mà rời khỏi công ty mà khi đã vô builder rồi là siêu thấp, honestly là rất 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 thấp. Nguyên năm rồi chắc đâu đó 5 người nghỉ mà vì chuyện gia đình. Ở đây bên mình sẽ rất flexible và rất rất đề cao cái tính ownership của bạn, và cái việc các bạn tự làm, tự học, tự đưa ra để mà có thể tự quyết định, và rất 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 gọi là rất là coi trọng chuyện đó, luôn luôn cho các bạn cơ hội. Và thực ra hỏi về văn hóa thì nói nó sẽ hơi nặng nề, nhưng mà mình sẽ kể một số câu chuyện nhé. C98 rất thích nhậu. C98 rất thích nhậu. Rất thích nhậu, chia sẻ thẳng luôn, C98 rất thích nhậu, C98 rất hay đi giao lưu với nhau, C98 rất hay chơi, các team đều chơi với nhau đều rất vui vẻ, và C98 có văn hóa đu đỉnh cùng nhau luôn, cũng có một số con chứ không phải là tụi mình không đu chung, nhưng mà mọi thứ rất đoàn kết và rất dễ thương. Khi các bạn đầu tư chung và có một số cơ hội đầu tư chung với công ty, và không phải do dự án mà do bị, dự án không phải do dự án nó làm tệ mà do dự án nó bị tấn công, bị rock bull, bị hack. Thì thành ra là ok, các anh em đầu tư khi chia sẻ cơ hội đầu tư đó chung với công ty thì các anh em bị mất tiền rất là nhiều. Và sếp Thanh và sếp Vinh và các sếp đã tự bỏ tiền túi ra bù cho mọi người. Cái quả đó là mình bị sốc. Thật ra vụ đó mình mất đâu đó khoảng, với con đó mình mất đâu đó khoảng 20.000 đô tới hai mấy ngàn đô á. Thì các sếp bỏ tiền ra để cho anh em, tại vì anh để mà cũng như là các sếp, nghĩa là các bạn tưởng tượng là ok, đầu tư thua lỗ bên ngoài không ấy, nhưng mà khi đó đi chung công ty một vài cái định hướng, một vài cái dự án để mà cùng đầu tư chung công ty mà bị thua lỗ, các sếp bỏ tiền ra để có thể cover cho anh em. Mình hỏi sếp, thật ra mình hỏi sếp, ủa sao chi cho cực vậy sếp, ai đầu tư thua lỗ thì do cá nhân quyết định của mọi người mà. Sếp cười, sếp không nói gì hết, nhưng mà sếp bay lại hết tất cả cho mọi người. Thì đó là mình chia sẻ thêm một cái về văn hóa ở đây và về các sếp ở đây. Cái chia sẻ của anh Willy rất là thật á.
Trước đây lúc đó thì thị trường nó đã down được khoảng một khoảng rồi, và cái sự mất mát đó đối với mình là rất là nhiều luôn. Nhưng mà các bạn có tin không, lúc mà cái vụ hack đó vừa xảy ra xong thì chỉ 3 tiếng sau là sếp Thanh đã nhắn với mọi người là mọi người không cần lo, không có mất mát gì cả, sếp Thanh sẽ cố gắng đền bù hết tất cả. Mà trong khi đó mình nhớ lại, ủa tính ra là cái đầu tư tham hay không là cũng là do mình, mà cái nền tảng đó thì cũng không liên quan gì tính các sếp cả. Nhưng mà chỉ trong từ ngày hôm nay cho tới ngày hôm sau thôi là phân về ví liền luôn. Nên là đó là một trong những cái điều mà khiến mình nể sếp Thanh nhất tính cho tới thời điểm hiện tại luôn. Nếu như anh em hỏi mình có cực không, mình nói rất là cực nha. Mình vào khoa 98 Insight mình thực sự rất là cực, và thậm chí là thứ bảy chủ nhật mình cũng không nghỉ luôn. Nhưng mà nếu ai hỏi mình có đáng hay không thì thật sự là mình ở đây rất là đáng, và mình vẫn còn ngồi đây cho tới 8-9 giờ và vẫn còn rất là vui vẻ. Thì đây sẽ là một trong những cái kỷ niệm mà mình sẽ không bao giờ quên được. Mình có một nhân sự team mình, bạn đó không biết, nói chung là bạn đó nghĩ và nghĩ một cách rất là unprofessional. Mình rất giận, các lead khác cũng đều rất giận khi bạn đó nghĩ, và bởi vì bạn thích bạn đó nghĩ thôi, chán là đùng cái nghĩ thôi, bạn đó cũng không báo không nói gì hết, và bạn đó báo là anh ơi em nghĩ, và 5 phút sau bạn đó nghĩ, bạn đó ao hết, bạn đó không bàn giao, không làm bất cứ một thứ gì hết, một hành động rất unprofessional. Và các lead thì rất giận. Mình có đề cập với sếp Thanh, tại vì bạn đó thì vô đi build, bạn đó sẽ được invest chung với công ty. Mình nói với sếp Thanh, sếp này là lỗi của nhân sự không quản lý được, là lỗi của anh. Tuy nhiên sếp, cái phần allocate của bạn đó vẫn đang, hồi trước có đi với công ty, được đi đầu tư chung công ty, thì anh nghĩ với một cái hành vi rất là unprofessional như vậy thì không nên giữ cho bạn đó, honestly là như vậy. Thì lúc đó sếp Thanh mới nói rằng không, cái phần đó là phần reward của công ty tặng cho bạn phép bạn đi chung, bởi vì bạn đã cống hiến trong thời điểm đó của công ty, và bây giờ khi bạn có rời khỏi công ty, bạn có chuyển qua một công ty khác, bạn làm đó, gì đó nữa, thì đó vẫn là công sức cũ của bạn và công ty sẽ vẫn giữ nguyên cho bạn. Thì đó là một cái kỷ niệm của mình với công ty. Thật ra nếu là mình thì mình sẽ cắt hết đó, mình sẽ làm như vậy, nhưng mà sếp Thanh vẫn giữ vì đó là công sức, và sếp thật sự là nhiều lúc cũng không hiểu tại sao sếp làm như vậy. Thế thì còn với mình thì mình có những cái kỷ niệm gì? Join crypto và cũng là lúc mà join Coin 98 luôn, từ 2018 đến bây giờ đã được khoảng gần 4 năm rồi. Chắc chắn là có rất nhiều kỷ niệm. Có những lần vấp ngã hoặc là có những cái thành tích đầu tiên đều có cả. Nhưng đối với mình thì cái kỷ niệm mà mình ấn tượng và khắc ghi nhất đối với mình ấy, đó chính là mình không làm việc bất kể một ngày nào cả. Tất cả những cái ngày mình làm việc, mình đều enjoy với nó, mình enjoy với công việc, với các bạn trong team, với công ty, với sếp, với tất cả các thứ. Mỗi ngày mình thức dậy, mình biết mình cần phải làm gì, biết cần tập trung, biết cần phải gặp gỡ ai, biết nói chuyện với ai, training cho ai, hay là cần team up với team như thế nào. Những cái đấy mình đều biết và mình đều sắp xếp được hết tất cả mọi thứ ở trong đầu từ buổi tối hôm trước đấy rồi. Thế nên với mình một ngày mình không có làm việc và mình enjoy với nó. Cảm ơn anh Đức Việt, cảm ơn anh Willy rất là nhiều đã chia sẻ những cái trải nghiệm nè, và cho tất cả anh em biết được cái môi trường làm việc ở Coin98 là như thế nào. Mình nghĩ là nãy giờ thì cái buổi chia sẻ của mình cũng đã khá là dài rồi, và em nghĩ là mình có thể khép lại cái buổi community call ngày hôm nay. Còn đối với những cái câu hỏi mà đi sâu vào chi tiết một cái vị trí, sorry Jack Vĩ, nhưng mà chắc là mình nhắc lại với mọi người còn lại phút này là Coin98 đang tuyển là từ team research của Việt, team Machine ATM, design, tại vì các bạn nó nhắn mình rất là nhiều là phải nốt lại là team design đã làm rất là tốt, rất là xịn. Rồi team media cũng chỗ đang làm chương trình này cũng đang tuyển, team digital cũng đang tuyển, digital role cũng đang tuyển nha, team content bên lab cũng đang tuyển. Mời các bạn gặp lại. Ok, thế thì mình quảng cáo một xíu nhé. Mình thì từ team Coin98 Insight đó, thì Coin98 Insight trong thời gian tới thôi, thời gian ngắn tới thôi, thì mình sẽ tuyển các vị trí theo các cái ekip ở bên trong mà các bạn mình phần đầu mình có nhắc đấy, gồm có vị trí research, vị trí làm content creator cho YouTube, có cho Twitter, rồi vị trí làm community manager nữa, thì đều rất là open với tất cả các bạn. Các bạn nhớ nhé, lên trên coin98.brazy.hr thì có thể tìm hiểu thêm tất cả các thông tin liên quan đến các vị trí tuyển dụng tại coin98. Rồi cảm ơn anh Đức Việt, cảm ơn anh Willy rất là nhiều, nãy dành quảng cáo nữa chứ.
Thôi thế thì bây giờ mình nghĩ là mình đã có thể kết thúc cái buổi Community Call ngày hôm nay. Mình xin đại diện Call 98 cảm ơn tất cả anh em đã ngồi lại đã xem cái buổi Community Call này. Mình hy vọng là cái buổi Community Call này có thể giúp cho anh em hiểu hơn về Call 98 nè, hiểu hơn biết Call 98 đang có gì, đang tuyển dụng như thế nào và ở cái môi trường làm việc như thế nào. Còn ví dụ mà anh em muốn tìm hiểu sâu hơn, chi tiết hơn một cái ví dụ như là trong team digital làm cái gì đi, hoặc là trong team insight đang làm cái gì, thì mình nghĩ là mình sẽ có một cái buổi community call sau, thì lúc này sẽ có những cái chia sẻ chi tiết hơn. Bây giờ thì mình đã có thể kết thúc cái buổi community call này rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã cho cái buổi community call này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Anh Việt và anh Willy có thể chào tạm biệt mọi người đi. Cảm ơn, chào các bạn. Chào các bạn, bye bye. Bye bye.